Giá xe Ford Everest tháng 10 năm 2021 giảm đến 105 triệu đồng. Tháng 10 năm 2021, các đại lý ô tô Ford tại Hà Nội đang có chương trình ưu đãi lớn dành cho khách mua Ford Everest, giảm từ 90 đến 105 triệu đồng. Theo tìm hiểu của phóng viên tháng 10 năm 2021, các đại lý Ford tại Hà Nội đang triển khai chương trình ưu đãi giảm giá mạnh tay cho mẫu SUV Ford Everest, giảm từ 90 đến 105 triệu đồng tùy từng phiên bản. Trong khi đó thì phiên bản Titanium 4x2 giảm 95 triệu đồng. Giá bán còn 1 tỷ 086 triệu đồng. Phiên bản Titanium 4VKD giảm 105 triệu đồng, giá bán còn 1 tỷ 294 triệu đồng. Trong khi đó phiên bản Sport giảm thấp hơn, giảm 90 triệu đồng giá bán sau giảm còn 1 tỷ 022 triệu đồng. Tùy từng đại lý, mức giảm có thể thay đổi nhưng chênh không nhiều, phụ thuộc vào cách hàng khó nhận gói phụ kiện hay là bảo hiểm thân vỏ hay không. Ford Everest 2021 có lưới tản nhiệt mới được mạ chrome tổ ong mang đến vẻ ngoài sinh động hơn, nhưng trang bị bên trong xe đã giảm đi, bao gồm chống ồn chủ động, thảm nỉ theo xe, cửa gió hàng ghế thứ hai, lốp sơ cua từ 20 inch xuống 18 inch, ghế lái chỉnh điện 8 hướng thay vì 10 hướng như trước đây. Everest 2021 vẫn giữ nguyên trang bị radar và gói an toàn chủ động như cảnh báo lệch làn đường, ga tự động thích ứng, hỗ trợ duy trì làn đường. Vì một phiên bản khó có thể phù hợp với mọi mục đích sử dụng, tại Việt Nam For Everest sẽ được trang bị hai tùy chọn động cơ dầu diesel, Bi-turbo diesel 2.0L trên phiên bản cao cấp Titanium 4x4 và Turbo diesel 2.0L trên các phiên bản Titanium 4x2 và Sport, được kết hợp với hộp số tự động 10 cấp, cùng với đó là hệ dẫn động cầu sau hoặc hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4WD.